Ngài đã làm gì? Ta sẽ lấy Nhĩ Tình. Ngài nói lại xem. Ta sẽ lấy Nhĩ Tình. Anh là phụ nô tỳ đó. Ta đến không phải để tạ lỗi, mà muốn trả cho nàng một vật. Đây là vật nàng tặng cho ta, bây giờ ta trả lại cho nàng. Thứ nô tỳ đã tặng không bao giờ nhận lại. Nếu ngài đã không cần nữa thì cứ dứt đi. À là Phó Hằng, ngài thổ lộ với nô tỳ, nô tỳ luôn thấu hiểu. Tuy không mở miệng nhưng nô tỳ đã tin ngài, cho nên lúc hoàng thượng hỏi nô tỳ cũng không giải thích, bởi vì đây là sự thật. Dù có trừng phạt nghiêm khắc, nô tỳ cũng sẽ chịu. Nô tỳ tưởng đâu ngài sẽ luôn bên cạnh nô tỳ, nhưng ngài lại từ bỏ trước, ngài lùi bước trước, bội ước trước. Bây giờ nô tỳ không cần hỏi ngài lý do, cho dù ngài có muôn vàn nỗi khổ tâm thì kết quả bài đã trước mắt, như vậy là quá đủ. Từ nay về sau ngài đừng tới tìm nô tỳ nữa. Đúng, ta thích Phó Hằng đó. Chàng ấm áp, tận tâm, có học thức, có tu dưỡng, lại luôn đối xử tốt với ta. Ta đã yêu chàng mất rồi. Bất luận là bao lâu, cho dù có là cả đời, ta cũng sẽ đợi.